các bạn. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem anh em đi bắt ốc bắt hâu về lao bằng chân cho để review các bạn cùng xem này. Đây. Bây giờ thuyền anh đang ra khơi nghe các bạn. Quay các bạn xem thuyền anh đang ra khơi này.
trong quá trình nghe các bạn. Wow, chỗ này quá đẹp luôn. Các con sữa này các bạn này nè. Đấy à. Đấy. Đẹp không? Những sinh vật vô khu vũ của biển nhé các bạn. Cua nghe các bạn, và cua, cua rất nhiều. Đây, các bạn xem cua này. Đây, đây. Nhìn mặt thì các bạn xem nghe. Wow, nhờ. Này, mình quay cho các bạn xem này, đây là thân quả của anh em đi bắt về, bây giờ là đưa vào chế biến nghe các bạn. Này, đầu tiên là ốc này, bỏ vào xong này. Sau đây là nguyên liệu này gồm này, ớt này, có 6 trái ớt và bột bắp thái các bạn. À, đầu tiên là sắt ớt này. Băm băm lên cho mình lên cho cái. À, bỏ vào đây. Đó. Thơm này nó tạo màu ngọt này. Để quay cho các bạn xem khẩu chế biến ẩm thực ốc đặng sa cư sau sợ nghe. Kiếm nó con tắt. Bắt đầu nguyên liệu này, gồm này. Thịt muối. Cho thêm ít đường này.
đấy thêm ít bột ngọt này. Đấy bỏ ít dầu ăn này. Chừng nào chín thì mình sẽ đưa ra review các bạn xem nghe. Đây là thành quả của anh em khi chế biến xong nha các bạn. Thành quả của anh em này bắt về này, bây giờ chế biến xong này. Đấy, các bạn thấy có nhìn thấy đẹp không? Không biết ăn mùi vị ra đắng chứ nhìn quay ngọt hấp dẫn đây này. Quá hấp dẫn đây này. Món này là luộc chấm bò tạt này. Món này là ốc đặng sa cư xào sả ớt này. Thế này mà bây giờ thì anh em thấy này, coi này, xà hàu thịt này đồ này, nhìn ngon không? To hơn bàn tay đấy. Nó bằng bàn tay luôn. Thấy chưa? Đó đâu này ra. Rồi ăn thử xem cái cảm nghĩ, cái thử làm cái này cái thì nhìn ngon được rồi. Sao muốn có ra mua đấy mất rồi. Anh bị em đi. Em ra đây chứ mà ra cái. Đây là Nguyễn Xuân Kiên này. Đang ở trên ăn cái món này, thưởng thức cái món này cảm nghĩ như thế nào, có món không? Chứ người cục cả luôn. Bàn Kiên. Bàn Minh. Trả lời đi cho anh em. Và thịt là ngon. Ngon lắm. Cái này quá ngon luôn nghe anh em. Cho thêm chục một chấm nữa. Đấy là cái này quá ngon luôn này. Dắt răng mà ăn được. Ngon mà dắt răng luôn đấy. Ngon. Anh ăn lại đi rồi, anh đi lại cho con xem nhiều nước mén ấy. Wow, rất là ngon. Chỉ biết nói hai chữ là ngon. Quá ngon, tuyệt vời luôn. Đây, trước khi ăn các bạn phải chấm. Chấm với cái nước nước tỏi tỏi ở chú cay. Chú cay luôn có tạt nghe các bạn. Nó có tạt thì nổn còn không thôi. Quá nhiều. Quẩy. Ngon không? Ngon không? Quả ngon. Quả ngon. Quả ngon. Quái quái tụi người tứ tia, đừng quái bên dưới này. Này, đây, quái bên tế thế này. Người ta ăn cái em xem bây giờ thông cảm mà trời quả nóng cho nên anh em có chứ thông cảm với có chứ người đang còn ở trên đôi đôi có chứ anh em thông cảm nghe. Dứt răng. Quả dứt răng. Đâm đây. Dứt răng quả. Để quay. Thịt mình được chặn. Wow. Rất ngon. Bạn được cảm nghĩ một cái xo như thế này mà nó to bằng bàn tay. Nặng lắm chứ, rồi nhiều rồi cứ nặng rồi. Từ cỏ chạy cả bây. Nặng. Hả? Nặng lắm. Nó nằm trên rãi hết. Con tôm nữa. Tôm này nó khó bắt đấy. Nếu anh em thấy video của Minh Lương Hoàng hay hay yêu quý Minh Lương Hoàng và cho Minh Lương Hoàng một chia sẻ và một subscribe để Minh Lương Hoàng có động lực làm tiếp những video khác hay hơn nha các bạn. Bye bye.